Thiền sư đứng bất động bằng một chân trong trận mưa đá. Vị hành giả này đang chìm trong trạng thái thiền định với dáng đứng trên một chân dưới cơn mưa đá mà không có bất kỳ một vật dụng che chắn bảo vệ nào. Ông cứ đứng yên để mặc cho những hạt mưa đá rơi liên tục lên người mình mà không hề trốn chạy hay né tránh. Không một ai biết rằng vị hành giả đã đứng như thế trong bao lâu. Họ chỉ nhìn thấy ông ở đó với động tác dùng mắt cá chân trái của mình chạm lên đùi phải thành dáng đứng kim kê độc lập. Hai tay chắp lại và bắt đầu chìm trong trạng thái nghỉ ngơi yên tĩnh. Mặt đất xung quanh vị hành giả được phủ đầy bởi những hạt mưa đá. Cơn mưa này chưa có vẻ gì là sắp tạnh khi gió và mưa cứ đập vào người ông một cách dữ dội. Nhưng nhìn vị hành giả này lại không hề có chút đau đớn. Thời tiết trên dãy núi Himalaya lúc này đang cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ông chỉ quấn một chiếc khố mỏng manh và để lưng trần, đứng yên lặng rất lâu trong mưa. Mọi người thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Lúc này, vị hành giả trông giống như một bức tượng kim kê vô cùng vững chãi trong mưa. Dường như vị hành giả này đang bước vào một không gian khác. Nên đối với ông, môi trường khắc nghiệt xung quanh chỉ là hư vô, không kể đến thời tiết mưa gió khắc nghiệt. Nếu là một người bình thường, ngay cả trong một căn phòng bằng phẳng, cũng khó có thể đứng yên bất động bằng một chân chỉ trong vài phút. Những người xung quanh rất ngưỡng mộ vị hành giả này, bởi dù mưa đá có lớn, mặt đất có gồ ghề trơn trượt đến đâu, thì ông ấy vẫn giữ một tư thế đứng yên bất động. Điều phi thường này được xem là một mức giác ngộ mà mỗi hành giả sẽ đạt được, và cái gọi là tư thế thực hành thiền định của các bậc chân tu. Không giống như những thứ chúng ta nhìn thấy thường ngày. Trong tư liệu cổ, kim kê độc lập miêu tả động tác đứng như trạng thái nghỉ ngơi của con gà vàng. Tuy tư thế này nhìn bề ngoài khá đơn giản, nhưng khi đứng bằng một chân sẽ giúp mọi ý nghĩ tập trung cao độ và tinh thần trở nên thư giãn. Những người tu tập xem thiền định là một cách thực hành. Sau khi đã thực sự nhận được sự giác ngộ từ thiền, các vị hành giả thường chỉ cần quấn một chiếc khố quanh thắt lưng, đi chân trần để hành hương khắp nơi trên thế giới trong một quãng thời gian như một cách tu khổ hạnh. Một số hành giả thường sống ẩn dật khắp nơi trên khu vực dãy Himalaya, mặc cho điều kiện thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, bởi đây là một nơi yên tĩnh tránh xa thế giới phàm trần. Dãy núi linh thiêng này cũng nổi tiếng vì có nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết. Nhiều bậc chân sư như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đạt được giác ngộ tại nơi này. Hình ảnh các vị hành giả thiền định trên những ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ và có những năng lực phi phàm có vẻ rất huyền bí với nhiều người trần tục. Nhưng đối với họ, thiền đơn giản là tịnh tâm, ý thức được những gì đang xảy ra trong bản thân, trong tâm và trong hoàn cảnh xung quanh mình. Trong đạo Phật gọi đây là chánh niệm. Khi người ta tập cách trở về với hơi thở chánh niệm của mình, thì đó là bước thiết yếu đầu tiên để đánh thức năng lượng tỉnh thức trong tâm. Với sự tỉnh thức đó, con người sẽ có thể nhận diện được những gì đang xảy ra và đồng thời sẽ có khả năng giải quyết được những khó khăn không chỉ trong tâm mà ngay cả trong thân của mình. Các hành giả sẽ tịnh tâm để ý thức được những gì xảy ra trong tâm và chân thành sám hối. Vị thiền sư Sadhguru, một người có kinh nghiệm tu hành và cống hiến không mệt mỏi cho hạnh phúc của con người, đã từng nhận ra rằng trong những khoảnh khắc trước đây của cuộc đời, ông luôn nghĩ rằng một người sống ở trên đời sẽ có những mối liên kết với những thứ xung quanh không thể tách rời. Vì thế, một người sẽ cố gắng xây dựng tốt mối liên kết này trong tâm thế miễn cưỡng mà không xem đó là sự lựa chọn. Nhưng từ lần đầu tiên biết đến thiền định, ông đã hiểu ra rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên, không thể nằm trong tầm kiểm soát của mình, nên phải học cách chấp nhận và sống chung với những điều ngược lại này. Sadhguru bắt đầu hòa nhập với mọi thứ xung quanh, kể cả hòn đá ông đang ngồi, không khí và môi trường đang diễn ra xung quanh. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng Sadhguru lại nhận ra rằng những vấn đề mà con người đang chịu đựng đơn giản là do chúng ta đã đánh mất đi nhận thức về sự đồng điệu giữa bản thân với các nguồn lực từ thiên nhiên. Sau hơn 4 giờ trong trạng thái thiền định, vị hành giả này đã trở về ý thức bình thường. Tuy nhiên, ông lại nghĩ rằng mình chỉ vừa trải qua khoảng thời gian khoảng 15 phút. Vì thế, ông vẫn tiếp tục đứng dưới cơn mưa đá với trạng thái hoàn toàn có ý thức, nhưng vẫn thấy thời gian trôi rất nhanh. Vị hành giả lúc này hoàn toàn giống như lời chia sẻ của Sadhguru. Ông ấy cảm thấy bản thân mình đã hòa nhập với môi trường và mọi thứ diễn ra xung quanh. Từ mảnh đất ông đang đứng, không khí ông đang hít thở, thậm chí tất cả những hạt mưa đá đang liên tục rơi trên người mình. Vì vậy, ông không còn cảm giác lạnh lẽo hay đau đớn. Khi không còn trở ngại với những mối liên kết xung quanh, quãng thời gian thiền định bằng tư thế kim kê độc lập dài vài tính này, đối với ông chỉ như vài chục phút trôi qua. Một vị thiền sư đã viết trong quyển tự truyện của mình rằng mỗi ngày của ông ấy đều bắt đầu từ niềm vui. Ông sống vì niềm vui và tan chảy vào niềm vui thiêng liêng trong đại dương tâm trí của mình. Bởi vì thực hành thiền định giúp ông hiểu được bản chất của mọi sự vật và cũng hiểu rõ được bản thân mình để tu tập, sửa chữa, điều chỉnh bản thân hòa nhập vào dòng chảy của vũ trụ, nhân sinh. Vị thiền sư ấy đã hoàn toàn kiểm soát được bản ngã của mình. Ông đã nhìn thấy được sự hoàn hảo tồn tại ở khắp nơi khi đi vào bầu trời tâm linh của chính mình mà không cần phải cố gắng thay đổi thực tế. Khi một người có thể tiến vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn, họ sẽ cảm nhận được cảm giác an lạc và hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí. Vị hành giả này đã nói rằng ông chỉ là một trong số rất nhiều hành giả khác và họ cũng rất nhỏ nhoi giữa vô số chúng sinh. Nhưng điều đặc biệt hơn là thế giới tinh thần của họ rất bao la rộng lớn, không bị trói buộc bởi hiện tại. Tuy điều kiện sống của các hành giả thường là những nơi hoang sơ, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, nhưng thế giới nội tâm của họ rất yên bình, bởi vì sự tu tập của họ là để nuôi dưỡng tâm trí. Những người ở đây không biết vị hành giả này sẽ giữ tư thế kim kê độc lập này đến bao giờ, có thể hàng chục phút, vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn. Nhưng dù sao đối với sự tinh tấn trong tu hành của mình, vị hành giả này vẫn sẽ cảm thấy mọi thứ trôi qua chỉ như gió thoảng mây trôi, bởi ông ấy đã thực sự đạt được sự trong sáng trong tâm trí của mình. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.